mới mà nên cần phải giới thiệu chứ không. Ok. Cho anh bắt đầu hỏi nhé. Sau một ngày sinh hoạt với đội U20 Việt Nam thì em nhận xét thế nào về không khí ở đội? Nhận xét thế nào về các đồng đội của em? Đội của em rất là tốt, tất cả bạn bè em và vui. Em phòng anh Linh ạ, à? Linh đã ở chỗ Bình Dương, đội cũng giúp đỡ em nhiều ạ. Trong đợt về thử Việt Nam thử việc này thì em theo đâu là yếu tố khó khăn nhất đối với em, đối với bản thân em? Chắc là nóng. Nóng. Ngoài ra thì sao? Em vẫn chưa tập, em vẫn chưa bảo được cái gì nặng hay chưa. Bao giờ em ra sân thì không, như ngoài yếu tố chuyên môn ra thì những gì khó khăn với em, ví dụ như là gia đình hoặc là liên đoàn hay có bất cứ bên nào có yếu tố nào khó khăn không? Không. Thì có nhiều hôm qua thì báo chí đưa tin là em về hội quân cùng đội U20 Việt Nam, thì nhiều người nói là có phải là em biết rằng là U20 Việt Nam giành vé dự World Cup nên là em muốn trở về thử việc không? Không không, em thích về từ trước rồi, xong bây giờ mới được cái cơ hội về thì em chứ lý do không phải là tại World Cup. Ok. Em bắt đầu tìm hiểu về bóng đá Việt Nam từ khi nào? Từ nhiều 4-3 năm trước rồi, đã xem Valley, em bên Tây Hà xem. Em ấn tượng nhất với cầu thủ nào của Việt Nam? Văn Quyết ạ. Văn Quyết. Ngoài ra lứa cổ Hoàng Gia Lai ấy, em có biết không? Biết là em không biết players ở đấy. À. Em chỉ biết là công của Hoàng Gia Lai tốt cho bọn trẻ. À, chứ không biết cầu thủ nào Hoàng Gia Lai. Không. Em có biết Công Phượng? Công Phượng thì em biết. Biết Công Phượng, ngoài ra còn ai nữa? Công Phượng. Chỉ Công Phượng thôi. Xuân Trường một Tuấn Anh. Biết cả hai. Rồi, ok. Tức là trong trường hợp xấu nhất ấy, thì em sẽ không được nhận vào đội U20 Việt Nam, thì em sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình như thế nào? Thì em lại sang tiệm tập, xong này đợi bao giờ Việt Nam lại gọi em thì em lại về thử. Ok, cảm ơn em.